có nguy cơ mất suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu then chốt gặp Malaysia, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sắp tới, tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng để rộng mở cánh cửa đi tiếp. Thầy Park sẽ không mạo hiểm để lựa chọn cái tên đang không có được phong độ tốt, dù trước đó đã để lại dấu ấn. Của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia, tại vòng loại World Cup 2022. Chấn thương của các cầu thủ trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng, Trọng Hoàng, đã khiến thầy Park phải lo lắng. Của Văn Lâm, nếu như thủ môn mang hai dòng màu Việt Nga, được ra sân thường xuyên và được bắt chính tại câu lạc bộ, thì khi trở về đội tuyển, Văn Lâm sẽ là thủ môn số 1 và được thầy Park tin tưởng. Thế nhưng, ở tình thế hiện tại thì lại khác và theo chiều hướng khó hơn. Văn Lâm không những bị mất suất bắt chính tại Moan Thong United tại Thái Lan, vào tay của thủ môn nội địa Son Heung-min ở những trận đấu cuối tại Thái Lan, trước khi giải đấu này bị hoãn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, và phải ngồi chơi sơ nước suốt 3 tháng qua. Tháng 9 năm 2020, Thái Lan mới trở lại. Tuy nhiên, khả năng Văn Lâm có được suất bắt chính là không cao nếu thủ môn Son Heung-min có được phong độ tốt. Dĩ nhiên, huấn luyện viên trưởng của Moan Thong United sẽ dành sự ưu tiên hơn cho thủ môn bản địa khi đang có được phong độ cao. Thậm chí, nếu chỉ được ra sân 1,2 trận đấu cũng sẽ rất khó để Văn Lâm lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất, và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không dám mạo hiểm ở trận đấu then chốt này, bởi đội tuyển Việt Nam đang gặp khủng hoảng ở hàng thủ, và chỉ cần một sai sót nhỏ ở vị trí thủ môn sẽ khiến toàn đội phải trả giá đắt, và ảnh hưởng lớn đến khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Các đồng nghiệp, Văn Lâm đang gặp bất lợi nhiều hơn. Hiện, Tuấn Mạnh chắc xuất bắc chính ở SHB Đà Nẵng, Nguyên Mạnh có vị trí không thể thay thế ở Sông Lam Nghệ An, Văn Toản nhiều khả năng sẽ được bắc chính ở Hải Phòng, đội bóng cũ của Văn Lâm. Sau khi cản phá thành công hai quả 11m trong trận gặp SHB Đà Nẵng, ở vòng 1/8 cúp quốc gia, Bùi Tiến Dũng đang dần lấy lại niềm tin của huấn luyện viên Trung Ha E, xe ong ở thành phố Hồ Chí Minh. Thêm nữa, do V-League sẽ quay trở lại từ ngày 5 tháng 6 tới, nên các đồng đội của Văn Lâm sẽ có nhiều thời gian để ra sân thi đấu, và duy trì phong độ cũng như ghi điểm với thầy Park. Thủ thành Philip Nguyễn, đang khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam và mọi thủ tục nhập tịch, đang được xúc tiến nhanh. Nếu như có thể trở về Việt Nam, kịp thời thì với đẳng cấp đã được kiểm chứng ở giải Cộng hòa Séc, thì chắc chắn Philip Nguyễn sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, khi đó Văn Lâm sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị.